Đúng trong 10 ngày tới, thầy Tử Vi báo tin trước về con giáp tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, tổ tông ban phước, một bước đổi đời, tiền về như nước, không giàu nhất cũng nhì cũng đổi đời xứng tầm đại gia. Kính thưa quý vị, trong 10 ngày tới, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý vị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Tân Sửu 1961. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý vị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị Tân Sửu 1961 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý vị sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý vị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý mệnh, về Tử Vi 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác, để mang đến cho quý vị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý vị Tân Sửu 1961 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi Việt ngày một phát triển. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Tân Sửu 1961 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trong 10 ngày tới, thầy Tử Vi đoán định rằng người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nhận lộc tổ tiên, phát tài cực mạnh, tiền bạc tiêu xài thả ga, không lo bị hết. Quý vị thân mến, trong cuộc sống vốn không phải là con đường trải đầy hoa hồng dành riêng cho bất cứ một số phận nào trên bước đường đời. Chúng ta sẽ phải trải qua đầy những thử thách khó khăn để trưởng thành và khôn lớn. Có đôi khi, sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban cho ta những thất bại thảm hại. Nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Ai cũng có cho mình những lựa chọn riêng, hoặc là đứng dậy và bước tiếp, hoặc là mãi vùi chôn mình ở hố đen của sự nghèo hèn, thất bại. Sự lựa chọn ấy sẽ quyết định tương lai của mỗi người. Nhiều lúc, thành nhân chỉ ở một lần ta cố gắng. Chính vì thế khi đứng trước khó khăn ta đừng nản chí, nản lòng. Thay vào đó, hãy quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm kiếm thành công, bước qua gian khổ. Hạnh phúc mới thực sự vẹn tròn, bởi đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách với một lòng quyết tâm và nghị lực phi thường. Có nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nhiều năm mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm suốt tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được. Nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời một kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Kính thưa quý vị, và đặc biệt là quý mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, mới đây nhất theo những bậc thầy Tử Vi, họ dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh, thì thấy được duy nhất trong 10 ngày tới này, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 may mắn được rất nhiều phúc tinh chiếu mệnh, thần tài che chở mà ban cho vận may bất ngờ, và được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà phất lên như diều gặp gió. Vậy vận may nào sẽ đến với người tuổi Tân Sửu, làm sao để tận dụng triệt để các cơ hội bất ngờ tới? Thì tất cả những điều này đều sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi và chứng nghiệm. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu tức con trâu là con giáp đứng ở vị trí thứ hai theo quan niệm của Tử Vi phương Đông. Những người sinh ra trong năm Tân Sửu thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại khó khăn và gian khổ, luôn nỗ lực và chịu khó để đạt được thành công. Họ cũng là những con người hướng nội, không thích khoa trương, dù tài giỏi hay giàu có đến đâu, họ cũng ứng xử rất khiêm nhường.
Tân Sửu là người có tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần kiên trì, làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, khi đã thực hiện, tuổi Tân Sửu thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp, thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp, lại có nghị lực phi thường, nên Tân Sửu không hợp làm những công việc lặng lẽ. Họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, tuổi Tân Sửu cũng được cho là những người rất hợp với vị trí lãnh đạo. Nhiều người cho rằng tuổi Tân Sửu vốn vất vả vì mang quý mệnh linh vật con trâu, nhưng điều này là vô căn cứ. Người tuổi Tân Sửu sở hữu rất nhiều tính cách tốt. Ưu điểm của họ cho thấy sự tốt bụng giúp họ được mọi người xung quanh yêu mến. Người này giàu lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm của họ đến từ tấm lòng bao dung của mình, chứ không phải từ nỗi sợ hãi sức mạnh hay địa vị của người khác. Họ thậm chí còn thông cảm với những người yếu thế và kém may mắn hơn mình. Tuổi Tân Sửu lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và ngược lại. Người tuổi Tân Sửu cũng thường xuyên gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ mình. Ngoài ra, họ luôn có sự chân thành và đối xử tử tế với người khác. Họ khiêm tốn và không bao giờ tự cao, tự đại. Họ luôn biết ơn những điều họ nhận được trong cuộc đời này. Thực ra, người tuổi Tân Sửu mang tiếng vất vả hơn các con giáp khác cũng một phần vì bản tính hiền lành, nhút nhát và sự cứng đầu của bản thân. Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Họ ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí luôn tìm cách tránh xa không tiếp xúc với những con người này. Tân Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, thì ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mài mòn, mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh. Chính vì điều đó, Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự quyết định đó khiến Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Họ ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin sự lựa chọn, những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình trong công việc. Tân Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ. Họ có tài trong kinh doanh, sẽ trở thành những ông chủ bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo, đôi lúc khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, lại khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác để đạt được ước mơ. Hoài bão, chinh phục được thành công thì Tân Sửu vẫn luôn kiên trì, cố gắng và tâm huyết đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu thì sẽ không bỏ cuộc. Họ luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc, mà sẽ bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng, hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do vì sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của họ. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì vẫn ung dung, hiên ngang. Tuổi Tân Sửu toát lên phẩm chất của một người anh hùng, yêu truyền thống và tôn trọng khuôn khổ. Họ không thích vượt ra khỏi các ranh giới đã đặt ra. Điều này cho thấy họ là người nghiêm túc, đáng tin cậy, nhưng cũng là điểm yếu cản trở họ phát huy sáng tạo. Nếu một người không nhạy bén cập nhật xu hướng mới, thì sẽ rất khó thích ứng được với những thay đổi mới của thời đại. Cũng chính vì ôm ấp vòng tròn an toàn quá lâu mà người tuổi Tân Sửu sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Thế nên, tuổi trẻ của tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu tuổi Tân Sửu nới lỏng được nguyên tắc chậm mà chắc, làm đến đâu chắc ăn đến đó, thì họ sẽ sớm tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi thời vận đến, năng lực trong tay, thì người tuổi Tân Sửu hoàn toàn có thể đổi đời, gặt hái được nhiều thành công, tiền tài rộng mở. Nam mệnh Tân Sửu hết lòng phấn đấu cho sự nghiệp, để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống,
họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, họ luôn có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Nam mệnh tuổi Tân Sửu cuộc đời gặp được nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận, đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu có nhiều ý hay, ý đẹp về cuộc sống cũng như về danh vọng và sự nghiệp. Tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận, được sống sung sướng. Nữ mệnh Tân Sửu là mẫu mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ. Xem tử vi thấy rằng, nữ mệnh Tân Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên ở vào tiền vận, cuộc sống có nhiều vất vả, khó khăn. Sang đến trung vận thì sẽ dễ dàng hơn, gia đạo, sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, đến hậu vận thì sẽ được sung sướng, thảnh thơi. Và không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, Minh Đường Tử Vi xin mời quý cô bác cùng lắng nghe luận giải dưới đây để biết được vận trình trong tháng 8 âm lịch của mình sẽ như thế nào nhé. Tiếp theo sẽ là tổng quan vận mệnh của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong 10 ngày tới này. Các tinh đưa lối như gia đạo khởi sắc, đời sống tình cảm của tuổi Tân Sửu khá đặc sắc, nhiều mối nhân duyên các lành ập tới, sức khỏe cũng rất tốt. Nếu có vấn đề thì cũng chỉ là vài bệnh vặt do thay đổi thời tiết, cho nên hãy chú ý duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. Bệnh tật sẽ tránh xa quý mệnh, công việc tiến triển tốt đẹp, kéo theo thu nhập cũng có điểm sáng, con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở, con đường phát triển ngày càng bền vững. Nếu có cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư, quý mệnh nên tìm hiểu và mạnh dạn tiến hành, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa tới. Sự nghiệp của tuổi Tân Sửu trong tháng mới có thể nói là không có điểm nào để chê. Sự quyết đoán và nhanh nhạy sẽ mang tới cho bạn nhiều lợi thế trong công việc. Khả năng thăng tiến cũng cao hơn khi năng lực của bạn được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Nhìn chung thì vận may trong sự nghiệp của tuổi Tân Sửu có nhiều cải thiện trong tháng 8 âm lịch này. Bạn nên nắm bắt đầy đủ các cơ hội, đồng thời duy trì trạng thái làm việc hiệu quả để đạt được thành công tương xứng. Khẩu quyết cẩn thận trong việc đi lại, không nên chủ quan, tránh phóng nhanh, vượt ẩu. Quý nhân tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Tuất, màu sắc may mắn đen và vàng, con số may mắn 04, 12, 46. Và sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi trên các phương diện chính của con giáp tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong 10 ngày tới, cụ thể như sau. Tử vi công danh sự nghiệp tuổi Tân Sửu trong 10 ngày tới. Theo tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy, vận trình sự nghiệp của người tuổi này trong tháng mới khá lý tưởng, quý mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, cũng được mọi người giúp đỡ. Nói là lên như diều gặp gió cũng chẳng hoa. Tháng này có cục diện tam hội nâng đỡ, cùng sự xuất hiện của hàng loạt các tinh như Thái Dương, Chính Ấn, bạn càng làm càng mở mang, thành tích liên tục báo về. Dù bận rộn nhưng cảm giác hăng hái và quyết tâm càng thôi thúc bạn làm nhiều hơn và sẵn sàng vượt qua mọi thách thức. Vận quý nhân khá dượng, các mối quan hệ xã giao hài hòa, quý mệnh sẽ có nhiều thời điểm được chỉ đường dẫn lối, tìm ra con đường phù hợp với mình mà không phải tốn quá nhiều công sức. Quanh ai cũng có thể là quý nhân của bạn, nên thường ngày hãy cố gắng tương tác và hòa đồng với mọi người hơn. Cấp trên rất hài lòng với những cống hiến của bạn, không ít lần dành những lời khen cho bạn trước tập thể. Nhờ vậy, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Những khó khăn, trở ngại trước mắt đều được quý mệnh nhanh chóng khắc phục. Quý mệnh đang có những khởi đầu thuận lợi, những kế hoạch về sau cũng dễ dàng triển khai hơn. Con giáp này cần chú ý để nắm bắt cơ hội thể hiện mình. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm đất tử cho thấy tuổi Tân Sửu vẫn nên có sự đề phòng, vận khí suy giảm bất chợt, đừng vội ngủ quên trên chiến thắng hay quá mất tự mãn với những gì mình đạt được, bởi thời thế xoay chuyển không thể lường trước, nhất là khi con giáp này vốn sẵn tính nóng, cũng có đôi lúc để cảm xúc lấn át lý trí, có thể hành động sốc nổi, thiếu sự bình tĩnh và sáng suốt, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Để duy trì vận may mà mình đang có, bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết lúc nào cần dùng lý trí, lúc nào cần dùng tình cảm để không tự gây rắc rối cho bản thân. Tóm lại, tử vi 10 ngày tới của tuổi Tân Sửu cho thấy sự nghiệp khá lý tưởng, mọi việc thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, có cục diện tam hội nâng đỡ. Cùng sự xuất hiện của hàng loạt các tinh tú tốt, càng làm càng mở mang, thành tích liên tục báo về, vận quý nhân khá dượng, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Có nhiều thời điểm được chỉ đường dẫn lối, cấp trên hài lòng với những cống hiến, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển theo con đường mình muốn. Tuy nhiên, tuổi Tân Sửu vẫn nên có sự đề phòng, vận khí suy giảm bất chợt, tránh ngủ quên trên chiến thắng hay quá mức tự mãn. Nhìn chung, vận may sự nghiệp của tuổi Tân Sửu có nhiều cải thiện trong 10 ngày tới, bạn vì thế nên nắm bắt đầy đủ cơ hội, đồng thời duy trì trạng thái làm việc hiệu quả để đạt được thành công tương xứng. Tử vi tài lộc tuổi Tân Sửu trong 10 ngày tới. Theo tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, nhờ có tam hội cục và đại cát tinh Thái Dương trợ lực, tài lộc của người tuổi Tân Sửu không có gì phải lo lắng, quý mệnh sẽ hoàn toàn có thể yên tâm về thu nhập của mình trong tháng này. Với người làm công ăn lương, sau thời điểm nghỉ hưu, công việc tiến triển tốt đẹp nên kéo theo thu nhập cũng có điểm sáng. Quý mệnh có thể sẽ được thưởng nóng, tăng phụ cấp, tăng lương với những đóng góp của mình cho công việc của tập thể. Bạn vì thế cũng luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để tập trung phát huy. Đi tắt dẫn đầu xu hướng, con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở, tuổi này sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Với người làm ăn kinh doanh, các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp quý mệnh được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, cộng với sự uy tín sẵn có, quý mệnh sẽ nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, tìm kiếm thêm đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Thêm vào đó là các mối đầu tư cũng đem lại một nguồn thu ổn định, điều đó khiến bạn ngày càng cảm thấy phấn chấn, lạc quan, tin tưởng hơn vào định hướng của mình. Tháng này, nếu tiếp tục có cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư, thì bạn nên tìm hiểu và mạnh dạn tiến hành, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa tới. Thời điểm này, các khí dượng, những ai đang có ý định khai trương, mở cửa hàng, mở rộng đầu tư thì cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Tóm lại, trong 10 ngày tới, người tuổi Tân Sửu được tam hội cục và đại cát tinh Thái Dương trợ lực, nên tài lộc dượng phát, người làm công ăn lương có thể được thưởng nóng, tăng phụ cấp, tăng lương, người làm ăn kinh doanh mở rộng được mạng lưới khách hàng, tìm kiếm thêm đối tác, được mọi người tin tưởng nhờ bản tính chính trực, đứng đắn, cộng với sự uy tín sẵn có. Bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, tìm kiếm thêm đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác tác dài lâu, các mối đầu tư cũng đem lại một nguồn thu ổn định. Tử vi sức khỏe của tuổi Tân Sửu trong 10 ngày tới. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Tân Sửu sẽ có thể trạng rất tốt vào tháng 8 âm lịch. Người tuổi Tân Sửu sinh ra đã có thể lực và sức đề kháng tốt, nên cố gắng duy trì vận may trời cho này. Thời điểm này, cả thể chất lẫn tinh thần của những người tuổi Tân Sửu đều không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Trong thời điểm này, quý mệnh đã duy trì được tinh thần hăng hái, nguồn năng lượng dồi dào để bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, dù có hăng hái đến mấy, bạn cũng cần nhắc nhở mình làm việc có kế hoạch, không nên bỏ bê sức khỏe, đặc biệt nên tránh thức khuya kẻo sức khỏe suy giảm nhanh chóng, dễ mắc các căn bệnh vặt. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng chú ý đến việc rèn luyện thể dục thể thao điều độ, tích cực vận động, tập thể dục để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. Tóm lại, người tuổi Tân Sửu có thể trạng rất tốt trong thời điểm 10 ngày tới đây. Cả thể chất lẫn tinh thần đều không gặp vấn đề gì quá lớn. Duy trì tinh thần hăng hái, nguồn năng lượng dồi dào để làm việc, nhưng cần có kế hoạch, không nên bỏ bê sức khỏe. Tránh thức khuya, nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, rèn luyện thể dục thể thao để tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. Tử vi tình duyên, gia đạo tuổi Tân Sửu trong tháng 8 âm lịch. Tháng này, phương diện tình cảm của người tuổi Tân Sửu cũng có nhiều tín hiệu thăng hoa rực rỡ. Tam hội thái tuế giúp nhân duyên hài hòa, các tinh thiên diệu lại đem tin mừng tới. Các điểm báo tử vi đều cho thấy đời sống tình cảm của tuổi này vô cùng đặc sắc. Con giáp này có sức hút tự nhiên nhờ tính tình cởi mở và vui vẻ. Những thành tích đạt được trong tháng còn giúp gia tăng sự tự tin của bạn.
Quý mệnh đi đến đâu cũng dễ dàng tỏa sáng, trở nên nổi bật, được mọi người yêu quý. Tình cảm giữa ông bà, con cháu cũng được tiến thêm một nấc thang mới. Tóm lại, trong 10 ngày tới, tuổi Tân Sửu có nhiều tín hiệu thăng hoa rực rỡ trong phương diện tình cảm, nhờ tam hội thái tuế và các tinh thiên diêu. Nhờ tính tình cởi mở và vui vẻ, tuổi Tân Sửu có sức hút tự nhiên và dễ dàng tỏa sáng, trở nên nổi bật, được mọi người yêu quý. Thời điểm này, tuổi Tân Sửu cũng đạt được nhiều thành tích, giúp gia tăng sự tự tin, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình cũng được cải thiện đáng kể. Và dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của sao chiếu mệnh và đoán định hung cát của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 8 âm lịch cụ thể như sau. Về tử vi tuần đầu tiên trong tháng 8 âm lịch. Đây sẽ là một tuần không mấy may mắn với tuổi Tân Sửu, khi đường tài lộc của quý mệnh có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng do tác động từ hung tinh đại hao, làm ăn thua lỗ, đầu tư sai lầm hay ngay cả vấn đề chi tiêu thiếu hợp lý đều trở thành nguyên nhân khiến tiền bạc theo gió mà đi. Tuổi Tân Sửu cần sớm nhận ra vấn đề để có sự điều chỉnh kịp thời. Với người theo nghiệp kinh doanh, con giáp này cần phải lưu ý hơn đến những hạng mục buôn bán luôn tiềm ẩn nguy cơ. Những vấn đề rủi ro trong môi trường làm ăn thường sẽ xuất hiện vào cuối tuần, khi kiếp tài gia tăng hung vận, gây ra những trục trặc và khiến bạn chủ không có được sự tỉnh táo, sáng suốt. Về tử vi tuần 2 trong tháng 8 âm lịch. Tuần này, đường công danh, sự nghiệp của bạn cũng thăng trầm bất định, khi vừa vượt qua được khó khăn thì lại gặp phải trở ngại khác. Cho dù có thể gặp phải những khó khăn lớn, nhưng đó cũng là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của mình. Nếu có người hướng dẫn, quý mệnh sẽ đi đúng hướng. Tuy nhiên, cũng có cảnh báo về nguy cơ rạn nứt trong mối quan hệ gia đình do thiếu sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Điều này nếu kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm và lòng tin giữa các thành viên trong gia đình. Về công việc, tuổi Tân Sửu có thể phát huy năng lực chuyên môn ở mức cao, giải quyết công việc hiệu quả mà không bị quá tải, vận tài lộc cũng sáng sủa. Với khả năng đưa ra quyết định đúng đắn, vào thời điểm cơ hội đến giúp tiền bạc đổ về nhà, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô để hướng tới mục tiêu lớn hơn. Nếu tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, quý mệnh sẽ mở rộng mối quan hệ và tăng cơ hội tìm kiếm bạn mới, gặp gỡ nhiều người sẽ mang lại nhiều trải nghiệm phong phú cho cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, cần cẩn thận với những mâu thuẫn có thể nảy sinh với đối tác, cần có thêm sự tin tưởng lẫn nhau để duy trì sự hòa thuận trong gia đình. Tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch. Có thể không dễ dàng với những khó khăn và thách thức từ ảnh hưởng của hung tinh, bạn được khuyên nên giữ khoảng cách nhất định để tránh hiểu lầm trong các mối quan hệ xã giao. Từ giữa tuần trở đi, mọi thứ sẽ khởi sắc hơn khi bạn nhận ra những thiếu sót và tìm được cách giải quyết hiệu quả trước những chiêu trò của kẻ xấu. Cuối cùng, tuần thứ 4 trong tháng 8 âm lịch. Dự báo sẽ hanh thông và thuận lợi hơn, nhờ có sao Thiên Đức, mọi sự đều được như ý. Về công việc của tuổi Tân Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ và không cần quá vất vả, nhưng vẫn đạt được hiệu quả tốt, được cấp trên khen ngợi, mặc dù có một số thách thức nhưng có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng. Vận tài chính cũng khá tốt, bạn biết rõ thế mạnh của mình và sử dụng nó để thu về lợi nhuận lớn. Có thể quý mệnh sẽ muốn mua sắm hoặc thay đổi ngoại hình để cải thiện tâm trạng, tuy nhiên, có thể sẽ có rắc rối trong chuyện tình cảm. Các cặp vợ chồng có thể gặp mâu thuẫn do nhiều vấn đề trong cuộc sống, đôi khi tranh cãi có thể trở nên căng thẳng đến mức cả hai cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi. Điều quan trọng là nếu còn yêu thương nhau, cả hai nên bỏ qua khuyết điểm của nhau, lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn, đặc biệt là không nên quá khắt khe. Về tiểu kết, trong tuần đầu tháng 8 âm lịch tuổi Tân Sửu gặp vận xui về tài lộc do hung tinh đại hao tác động, đường công danh, sự nghiệp thăng trầm bất định, dễ gặp trở ngại. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để tuổi Tân Sửu thể hiện năng lực. Tuần thứ 3 tuổi Tân Sửu có thể gặp khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của hung tinh. Tuần thứ 4 mọi sự sẽ hanh thông, thuận lợi hơn nhờ có sao Thiên Đức, công việc diễn ra suôn sẻ, tài chính khá tốt. Tuy nhiên, có thể sẽ có rắc rối trong chuyện tình cảm, các cặp vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn. Quý vị đang xem nội dung trong 10 ngày tới, thầy tử vi báo tin trước về con giáp tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tổ tông ban phước, một bước đổi đời, hai bước vào bự, không nhất cũng nhì.
Thông điệp may mắn từ Tử Vi dành cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 ở độ tuổi 64 là người biết buông bỏ là người chiến thắng. Chỉ khi có lòng bao dung và biết buông bỏ những gì không đáng có thì mới có thể thành tựu sự nghiệp. Điều này không đòi hỏi phải trở thành vĩ nhân, nhưng việc nắm giữ bí quyết này sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn. Kính thưa quý cô bác anh chị, đời người có dây có trả, luật nhân quả không trừ một ai, đối với mọi sự trên đời đều theo lẽ này. Luật nhân quả trong tình yêu có lẽ là thứ nhân quả dễ nhận ra nhất, cũng đến sớm nhất, không cần mất nhiều thời gian đâu, ta lấy gì của người sẽ được hồi đáp nguyên vẹn. Tình yêu, thứ tình cảm mà sâu thẳm trong mỗi con người đều khát khao, mong chờ và mê đắm, giữa dòng đời đông đúc, ai cũng muốn tìm thấy một người mang tới nụ cười, niềm vui và sự bình an trong lòng. Đời muôn ngàn hướng, tình trăm ngàn lối, mỗi người đều có lựa chọn riêng, con đường riêng để tìm tình yêu. Chỉ là dù đi đường nào thì cũng không thoát khỏi luật nhân quả trong tình yêu. Người gian dối sẽ gặp người dối gian, người chân thật sẽ tìm thấy chân tình. Hẳn là sẽ nhiều người không tin, hẳn là sẽ nhiều người cho rằng đó chỉ là lý thuyết suông, không có giá trị hữu dụng. Đó là vì nhân quả đến thì ta chưa biết đấy là nhân quả. Nhân quả đến nhưng ta lại cho đó là số phận, là rủi ro, là điềm ông trời không thương xót, rồi ngồi than thân trách phận, chửi đời chửi người. Có mấy ai đường tình trắc trở mà tự kiểm điểm lại mình. Mượn chút lý lẽ nhà Phật, xin mạn phép bàn chút về nhân quả, về tình yêu, về những điều tưởng vô lý mà có lý nhất trên đời. Hiểu lời Phật dạy về nhân quả trong tình yêu để sống một cuộc đời trọn vẹn. Dạng sự tùy duyên, không phải chỉ người theo Phật, hướng Phật mới biết tới đạo lý này. Chắc hẳn hầu như ai đó cũng từng nghe, từng thấy, từng đọc ở đâu đó bốn chữ dạng sự tùy duyên. Mỗi con người mỗi tình yêu đến với đời ta đều vì chữ duyên. Duyên đến qua nở, duyên đi qua tàn, không cưỡng cầu được. Thế mới có chuyện hai người xa lạ vô tình gặp nhau giữa triệu triệu người mà lại cảm mến nhau, trở nên gần gũi thân thuộc. Thế cũng mới có chuyện hai người tưởng chừng không thể chia lìa, đầu gối tay kề sớm tối mà cũng có ngày lạc nhau giữa biển trời mênh mông, thành người dưng nước lã. Nhưng duyên gì đâu mà đến, gì đâu mà đi, chẳng phải gì đó là nghiệp, là báo, hay chính là luật nhân quả trong tình yêu đó sao? Vì sao ta gặp người này mà không gặp người kia, chẳng phải vì tình yêu của chính ta hay sao? Nếu bạn yêu vật chất, thích hư dinh, vậy người dẫu tốt mà giản dị có ở ngay trước mặt bạn cũng chẳng màng. Nhưng người hào hoa, bóng bẩy thì thoáng qua thôi cũng quyết đuổi theo. Nếu bạn ưa hình thức, mê cái đẹp thì người dẫu chân thành, nhưng kém nổi bật có ngỏ lời ngỏ ý, bạn cũng chẳng quan tâm mà cố tìm cho được đối tượng theo tiêu chuẩn. Mỗi người có quan điểm tình yêu khác nhau, lý tưởng về tình yêu khác nhau, nên duyên đến cũng khác nhau. Không tìm người tốt nhất, chỉ mong người phù hợp nhất. Sự phù hợp ở đây chính là nhân quả. Mơ ước tình yêu ngọt ngào sẽ gặp người lãng mạn, mơ ước ước tình yêu đơn giản sẽ gặp người chân thành. Mơ ước tình yêu giàu có sẽ gặp người biết lợi dụng. Duyên vốn do người tạo, không thể trách được trời, gieo nhân nào gặt quả ấy. Nhân quả báo ứng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời con người. Luật nhân quả trong tình yêu thì cũng như bao luật nhân quả ở đời. Làm thiện hướng thiện, làm ác chịu ác. Có ai từng tự hỏi tại sao mình lại khổ đường tình như thế? Yêu người không yêu mình, theo đuổi người ta kiên trì, bền bỉ mà vẫn bị phũ phàng. Phải chăng trong những ngày tháng trước, ta đã vô tình làm tổn thương một người khác, gặp gỡ rồi chia ly. Tình yêu không có đúng sai. Nay ta yêu người này, mai ta yêu người khác. Sự thay đổi của cảm xúc hoàn toàn không phải điều gì quá đáng. Có quá đáng chỉ là thái độ, cách hành xử của mỗi người. Lừa dối, phản bội, không chân thành, thiếu kiên nhẫn, vụ lợi, tệ bạc đều không phải lỗi cả việc tình yêu thay đổi, mà là lỗi của những nhân cách bị khiếm khuyết. Đừng duyên vào cớ hết tình nên đối xử tệ với nhau. Không còn tình yêu nhưng luôn có tình người, đủ để thẳng thắn, tôn trọng và dành cho nhau những ấn tượng tốt đẹp sau cuối. Nhân quả trong tình yêu thường đến sớm. Ngay khi ta phụ một người thì tức là ta đã gieo nghiệp ác, tự biến mình thành kẻ vô đạo đức, vô lương tâm. Chuyện sau này chưa bàn, trước mắt trong lời người thiên hạ, ta đã chẳng phải một người đáng trọng. Trên đây là những chia sẻ sẽ vô cùng tâm huyết về nội dung. Trong 10 ngày tới thầy Tử Vi báo tin trước về con giáp tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tổ tông ban phước, một bước đổi đời, hai bước vào bự, không nhất cũng nhì từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý vị thông cảm.
Hoan hỷ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý vị Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị Tân Sửu sinh năm 1961 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.